Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến nhà chị bạn chơi và cũng tổ chức ăn uống chơi và cũng quay cảnh chung quanh nhà chị bạn. Các bạn cùng đi vô với mình nha. Đây là vườn cao su của chị An đây. Bữa nay mình tới nhà chị An chơi, mình cũng quay clip video này rồi đấy. Các bạn cùng đi dạo với mình. Ngày xưa đó, cây cao su này ngày xưa mình cũng đã trồng mũ rồi đó các bạn. Hồi xưa thì nhà mình cũng có vườn cao su, mình cũng đi cậu mũ. Cậu mũ là 4-5 giờ, trễ lắm là 5-6 giờ là phải đi cạo. Ít sớm thì có mũ chứ mình đi cạo trễ quá là không có mũ. Nay thì gần Tết rồi, cao su người ta cũng đã úp chén hết, nghỉ để cho qua tháng 3, tháng 4 năm sau. Rồi, năm nay mưa đổ mưa xuống mới cạo đây các bạn. Nhà chị An có vườn cao su rất đẹp. Mình ngày xưa có vườn cao su mà bây giờ không còn, mình chuyển đi nơi khác ở thì mình cũng sở mình cũng đã sang lại cho người ta. Bây giờ này không có cậu mũ nữa. Quá chừng củi luôn, thấy củi thấy ham. Ngày xưa thì mình cũng từng bẻ nhánh cao su về chậm củi này các bạn, chậm lửa. Hồi xưa thì không đâu có điện đâu mà xài bếp ga. Rồi sở đó thì đi lụm củi vô để nấu ăn. Bây giờ thì không, bây giờ thì nấu bếp ga là củi bây giờ nó rụng đầy gốc mà không có ai xài hết trơn. Vậy không có đem cái quay. Chút ra vườn chắc nó đía. Mũi nó đía mày. Chị An nói chút hát karaoke nữa hả? Vườn cây của chị An cũng nhiều cây trái, nhãn, mít, rồi
nói rằng cao su, măng cầu, bông hoa cũng rất nhiều. Đây chị bạn thì cũng ở cùng một xã với mình. Thì nay mình rảnh, chị em mình cũng tới đây chơi quay. Cảnh nhà chị thì cũng rất đẹp. Bông này bông gì mà đẹp quá. Đẹp quá đẹp luôn. Chị An ơi, chị An, cái bông này là gì, bông gì mà đẹp quá, mình thấy lạ, hồi nào giờ chưa thấy nha. Cái này là cái cây phải không? Cái phải không? Trời ơi, tự nhiên nói quên mất mẹ. Quá đẹp luôn á, hồi nào giờ mình chưa thấy luôn á. Đúng không? Tôi hán cái ông kia cũng cho tôi có một, tổng một phải không? Để vậy hả? Giữ đi, ông để tôi giữ làm cái tôi gây giống được con chồng rồi, hai chồng trời ơi. Mày hai người đó. Thấy đẹp không mày bạn? Quá đẹp ha. Rủ đẹp quá ha. Đó bà thấy chưa? Nãy giờ thấy đẹp quá, quay thế này nhiều. Đó. Nhà chị An này trồng cũng nhiều bông hoa lắm chú bụ. Trồng cái cây gì mà hổng tôi xin cái cây gì, cái báo gì đó. Tôi trồng nó không được, nó tiếc ghê vậy. Mít. Nhà chị thì vườn cây cũng cây trái. Thì cũng nhiều nhưng mà cao su là nhiều hơn. Đây bé này cháu của chị An. Bé này quay đây là kêu bà nội coi. Mấy tuổi rồi chị An? Bé này 3 tuổi mấy rồi chị ơi? 3 tuổi mấy hả? Sắp đi học được rồi. Cũng chỉ đi mẹ khóa cổng khóa cửa rồi. Vô bắt cóc nữa. 4 tuổi vậy bằng cháu nội mình rồi. Tôm nay cũng 4 tuổi bằng bé này nè, mà chưa đi học nè. Chạy đi. Chạy. Ôm cái mặn nè. Gì đó, trồng cây có đâu lắm đó rồi đó. Mấy trái nè. Mấy trái nè. Nãy mẹ nói cây gì nhiều trái. Mất sao có chút xíu trái nó chỉnh có qua trên. Bé tên gì ta? Con tên gì? Tên gì hả? Hả? Diễm Quỳnh hả? Bé Diễm Quỳnh. Tết có về quậy không? Bé Diễm Quỳnh. Hả? Ủa quên. Nội hả? Ở đây là quậy. Có. Rồi. Biết mà. Biết mà giữ cháu là cực lắm chứ đâu có phải. Nhưng mà không để ý tới. Vô ủa chị An nay sắm cái khùng đâu rồi hả? Bự quá ha. Chồng hỏi máy bự. Mình ở nhà cái khùng chiếc. Nó cũng cao bự vậy mà khùng chiếc không. Mời tao ngồi chơi đâu, không muốn ngồi đây chơi cũng được, không muốn ngồi đâu. Ha, ngồi đây đi mình quay ra cảnh này cũng được, đúng à. Đúng nè. Đây. Hai vào đây quay đây cũng được hết giờ bãi ơi. Đúng rồi. Ngồi đây nè. Ngồi đây mình quay ra cảnh này cũng được ha. Dọn ra sân nhà mình ra quải hay là mình ngồi trong đây? Không thì tùy ý nè, muốn ngồi đâu thì mình lấy. Bãi là thấy sao? Thì mình lấy ghế đồ ngồi cho nó được thoải mái. Còn muốn ngồi đây ghế này. Đó. Ha, mình ngồi dưới đất cho nó thoải mái đi. Thấy vậy chứ quên cái móc cái không á.
Ủa cái này là bé cháu ngoại chị Hà Nội nói à? Cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Cháu ngoại. Ở đối diện tập quán Vĩnh Toàn mà em đang trời ơi cái ớt thấy 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 dễ cưng chưa? Rồi cái ớt chín nè, thấy đã không? Các bạn thấy cái ớt không? Có em giáo gì ạ? Cái ớt hiểm. Cái gì? Trái chín thấy hàm ghê. Không có nhà cho nên là phải xin. Từ 1 hả? 1 giờ tới 4 giờ chiều. Ồ vậy có gì? Bé ăn gì ạ? À? Ăn gì? Cho bà ăn với được không? Hả? Cho bà ăn kẹo với nha. Nha. Không cho hả? Ờ. Không cho bà ăn kẹo. Cho bà ăn kẹo với. Bé Quỳnh. Bé Quỳnh cho bà ăn kẹo với. Bé Quỳnh. Bé Quỳnh về rồi. Về nổi không? Bé Quỳnh. Bé Quỳnh về nổi không? Tới bà đi, bà chở về nội nè. Đó, muốn ăn cho nó miếng đi. Bé này tóc quăng ghê, chắc tóc quăng tự nhiên nè. Tóc quăng dở. Con mẹ. Là cháu ngoại chỉ phải không hay cháu nội nói? Cháu ngoại. Cháu ngoại à. Cháu ngoại, nội nói hoài cầm eo. Con bi giờ cầm ghê ha. Ly mình khỏi ba đá nha chị ăn. Cử bữa đá ghiền đá quá mà giờ cử rồi cái họng hôm qua uống thuốc. Ừ. Uống đá nó ngon. Mà giờ hôm qua này viêm họng quá đi mua mấy ly thuốc tây uống. Sáng dậy. Sáng dậy. Sáng dậy quên uống thuốc rồi đi. Trời sao nằm vậy bé Quỳnh? Bé Quỳnh ngồi vô. Ngồi vô tham gia với mấy bà. Với chị, nghe không? Đây không thấy cao su. Hả? Cao su đẹp. Cao su mình quay nãy rồi, còn đây mình quay cảnh. Muốn ra con su đó, muốn ra con ngoài đó đó. Thôi thôi cả. Ngày chủ ngay cái đó 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 mà chảy lên nó mở ngoài thì sợ mũi nhiều. Mũi không nè. Mũi ngoài thì mũi. Với sao tại vì trời mũi không hả? Giờ mình đây hai cho Thảo quay cái cây ra đây, mình quay cái hoa ra là cảnh đồ đẹp. Quên thôi. Đi ra con vô đây ra ngoài nè thôi, được rồi. Rồi, ngồi vô chị ăn. Chị Sáu, ngồi vô ăn đi quay gì Sáu quay. Ờ. Quay một chút kìa. Tao quay đợi lấy đi. Đó. Không đủ đâu chị ăn. Ăn đi, ăn trước đi. Ăn. Vô đi sáng thì không ta giờ tôi thiếu gì nữa. Không thiếu gì nữa thì tôi đi kiếm, tôi làm thêm. Nó bê lô đâu. Còn không có thì để đi uống, uống xét luôn. Nên cũng ngon lắm, muốn sao cũng được. Rồi chế đi đi. Bữa nay khá lại uống. Tình này có bỏ. Uống bê lô nữa. Uống bê lô nữa không gì. Sao không ăn bé Quỳnh? Còn không được lấy nữa. Khâu khâu khâu. Quải khui uống nhiều hạt xỉn. Đây nè. Không bậy lắm. Trời đất ơi. Vô cái đây nè. Chấm miếng mời đi vô nè. Này giống như Vũng Tàu quá. Vũng Tàu họ cũng ra ngồi cho rồi đây. Ơ, không biết hết. Vô cái. Đúng rồi. Vô, 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 chú Quỳnh ăn cơm đi không? Cố nó cho nó vô.
mà nó muốn nước ngọt hả? À. Nó con nó chạy bình dần vậy. Đó để mấy xuống đi. Ủa sao rồi? Đây, 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 kệ. Đi. Thôi đừng lấy nữa con. Được rồi. Chị này sáng nấu mua nó phở nó ăn này, nó ăn rồi đó. Giờ cái còn nữa nè. Đó, giờ múc ra nó cũng ăn nữa. Nhiều sữa nữa nè. Cắm gì ăn? Để sao? Ừ, để chút. Đi sao quay chứ. Vô cũng vô. Ngon, bia cũng ngon luôn. Khó lắm. Phải ăn đi sao? Được rồi. Mà chút nữa. Ngã cái mồ quay hả? Quay sơ chứ không có quay ngay cái miệng ăn. Ừ, quay cũng như dưới vậy nè bà. Xin chào. Dạ. Để đi xả tay canh, ta đưa cái điện thoại ngay mẹ, mẹ mới nói. Ta đưa đi đâu đây, xin chào. Món bò xào này là uống bia hợp anh nha. Bò xào này là uống bia cũng hợp lắm. Cuốn sao ơi, cuốn sáo cuốn chị An. Vô. Mời bén, mời bén à. Mời bén, mời ngân. Con không ăn là ngoại ăn hết. Con ăn không? Uống sữa không? Con uống nào? Bởi mấy đứa trẻ giờ vậy nó uống sữa là chính cho nên nó ít ăn. Nào đâu? Đồ ăn vậy á, ông ăn. Ăn thịt bò đi, bà cho nó mấy miếng thịt bò vậy. Cái gì? Đây nè, con. Nè, bà đút cho miếng thái hàm ra thử coi. Thiệt đó, mình nói thiệt. Cái nó ngọt nè con. Uống chị ăn. Uống chị ăn. Cái chai một miếng thôi. Thì chế vô con, thì chế vô con. Nó lấy chai hả? Ừ, cho nó cầm cái chén đây kìa. Đó. Thấy chưa? Nó lấy liền nha. Nó không có. Dạ. Uống vô. Uống được không? Được rồi, Sáu ơi, ăn đi Sáu. Để mấy. Oh,
của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn xem mà thấy hay bấm like, đăng ký ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.